dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sáng nay Ban biên tập Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiến hành phiên họp lần thứ 7 để cho ý kiến về Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp đã được tiếp thu chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của người dân. Sau 3 tháng triển khai, tính đến ngày 31 tháng 3, đã có hơn 26 triệu ý kiến của cơ quan tổ chức cá nhân về dự thảo sửa đổi hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị hội thảo tọa đàm được tổ chức. Đa số ý kiến của nhân dân tán thành với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 và cho rằng dự thảo đã bám sát quan điểm định hướng nghiên cứu sửa đổi hiến pháp được xác định tại các nghị quyết của Đảng, có nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng, phù hợp với tình hình mới của đất nước. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp. Với tinh thần tích cực khẩn trương, bước đầu đã tổng hợp đầy đủ kịp thời những ý kiến tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của nhân dân đóng góp cho dự thảo sửa đổi hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, hoạt động lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị. Thông qua sinh hoạt chính trị pháp lý này, không chỉ huy động được trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của công dân để hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp, mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng dự thảo hiến pháp cũng như thực thi hiến pháp sau này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp tiếp thu một cách trung thực, đầy đủ ý chí của nhân dân. Còn vấn đề gì chưa trúng với ý nhân dân thì cần phải tiếp thu chỉnh lý để có được một bản dự thảo công phu, chất lọc tinh hoa trí tuệ của nhân dân.